get your fucking hands up. Ok, và chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel mình và Hẹn Gờ đây. Thì ngày hôm nay tiếp tục trở lại với Minecraft Backworld, cũng là thành viên của Nút Tim. Chào nào mọi người. Hello mọi người. Ok các bạn ơi, thì ngày hôm nay mình sẽ cùng với lại Nút Tim tham gia Backworld với một chế độ, đó chính là gì? Gọi là trong 15 giây các bạn á, tụi mình sẽ nhận gọi là ngẫu nhiên, gọi là hiệu ứng các bạn. Nói chung là tụi mình sẽ gọi là nhận hiệu ứng y chang nhau các bạn, nên là ví dụ có hiệu ứng xấu gì đó là cả đám cùng nhận hết nha anh em. Đấy thì ok. Thì chiếc xe này của mình thì anh em đừng quên một like và đăng ký, và đừng quên là cái chuông kết và đăng ký và chọn tất cả để không đọc mèo mới với kênh YouTube nha mọi người. Đừng quên là qua kênh của tất cả vì Nút Tim họ Tim nha. Ok. Rồi không nhiều lời nữa thì sẵn sàng let's go luôn anh em ơi. Rồi. Vô nè, giờ mình ấn star bạn ơi. Để coi coi ngày hôm nay là mình gọi là mọi người sẽ nhận hiệu ứng gì các bạn. Ok. Hy vọng là đừng có hiệu ứng xấu là được rồi, hiệu ứng tốt. Đây rồi, gì đây? Hiệu ứng mới à? Được hiệu ứng may mắn. Chắc là nhặt lucky được đồ nó ít ba hay gì đó nên mà mình cũng không biết các bạn ơi. Ok. Ai giờ mua đồ làm cái gì ta, ai biết không, chắc là may mắn làm được gì đó. Mày em được cũng cái gì? Ây da, rồi bị đọc rồi đấy. Ôi rồi nhưng mà đọc nhẹ, đọc nhẹ mà trời ơi. Thì mỗi lần mình mà dính hiệu ứng này các bạn rồi, là mình dính đâu đó khoảng trong 15 giây các bạn. Pixel debug block kia này. Ok. Ơi. Bạn xem Pixel debug block đây. À đúng rồi, ngày hôm nay là dư một người nữa là thanh niên Pixel với thanh niên Kiên là vô một team các bạn ơi. Đó, còn lại là team lẻ các bạn, mà team kia mà không win được nữa thì vậy thôi. Thì quá là gà đi. Đúng ok, đúng. Mình mua vũ khí chứ đã. Rồi chuẩn bị qua miếng. Gà rồi, Khang nói thế là nó đúng quá. À thế à, lại gà hơn banh nhà. Ok. Đây. Rồi 35. À tự gái nhưng mà vẫn gà chứ. Rồi nghỉ đi, thắt đi đằng này là thua, thắt đi. À thế à, ôi giời ơi. Còn thắt đây anh em ơi. Thế thì lại gọi là quá là nhục các bạn. Ê, ui cái gì vậy? Ôi thằng nào cũng gì à, tự nhiên máu tí rớt. Mới bắt nửa cây à. Cái ui dây. Ui đẹp trai này. Cái gì bị hiệu ứng phát gì con con. Sáu máu bạn giật cái mình à. Ui giời, mình cứ tưởng mình bị cái gì chứ. Ok, qua mít nào, let's go. Nè, bây giờ mình không có qua kim cương chứ các bạn, từ từ. Ui rồi ôi, đang bắt lóc. Ui rồi ôi, rồi sao đi chậm. Ôi hiệu ứng này gọi là bắn cung xịn à. Ờ à, đúng rồi, đứng yên bắn cũng được các bạn, nhưng mà quan trọng là bắn có dính hay không nha anh em. Ok. Ui rồi. Đặt cái này. Ui ôi. Ok, được hiệu ứng gì vậy? Tàng hình. Ô tàng hình, nhưng mà có giáp thì tàng hình cái gì? Ok. Ok các bạn, có giáp nhưng không thể tàng hình được, có cỡ giáp được không? Không cỡ giáp được nha bạn ơi. Ok. Ôi ôi, Epigo chưa ra cục nào các bạn ơi, vậy là chắc mình là người đầu tiên qua được đây rồi. À không đâu phải mình à? Mà là Zeno bạn à. Còn được gì đấy nữa. Ôi mình được tăng máu bạn ơi. Tăng máu trong vòng 15 giây đó các bạn. Trời ơi. Đây ơi. Mồi ngon. Nhưng mà không có gì trơn này, trời quá nghèo. Rồi. Kiếm cái gì chặn lại, rồi xong mình chặn hết kịp rồi các bạn ơi. Thôi. Có cái nước không? Phải có nước không? Chào Kiên. Ô không bay kịch nóc nó kịch nóc mà bài chết luôn, hay quá. Chết luôn. Ok. Hài luôn. Sao đúng bây giờ biết vậy, mình khỏi BB anh Kiên, mình không mắc đồ đâu. Cay thật sự. Mình cứ tưởng là bay tới vậy là ngủm bạn nên ra là mình vô mình solo BB luôn. Trời ơi. Ok, lại được hiệu ứng gì đây? Ồ, hiệu ứng gọi là chống đói bạn ơi. Ok. À mua giáp chứ đã. Tính ra có đói đâu nhỉ? Ờ có, siêu nó tí đói biết gì đâu. Ok, đi cô. Dạ, bên kia lấy em gò. Dạ đây xe em gò của em mà. Hiệu ứng gì vậy? Ui trời ơi, hiệu ứng này là dưới nước các bạn. Hiệu ứng gì đó mình cũng biết nữa. Yo. Ui ôi, bi ghê quá. Ghê quá. Ừ, ghê quá. Quá no. Ủa, mình mua giáp sắt không à? À đây có giáp sắt này nè. Ủa nhưng mà không có cục em gò nó trơn vậy. Gì coi dạ? À đúng mà không có cục nào hết trơn. Trời, xe lấy hết rồi. Ui ôi, không để lại một cục nào luôn anh em à. Ui ôi, ui vậy? Một phát nửa cây máu. Ui vậy? Ủa xem cũng chết luôn nè. À vậy là nãy mình còn hiệu ít ứng... máu. Nãy mình còn hình ít như... máu bạn ơi. Hình như là hiệu ứng tức thì. Hiệu ứng gọi là máu. Instant damage vậy đó bạn. Ok. Ui ôi. Cái đó hơi căng nha. Ui ok, lại kháng đói rồi. Ôi mình có đói lắm đâu mà nó cứ kháng đói cho mình làm gì ta. Đúng. Thôi, tầm này mình nghĩ là mình nên qua kim cương bạn ơi. Kiểu đánh 3 hit thì mới ăn được một lần bạn nha. Ui. Ui đang hiệu đánh chậm. Y chưa. Ui ơi đây luôn. Ok, 2-1 không chột thì cũng đi. Ủa sao hiệu ứng gọi là mining chậm gọi là 2 lần luôn hay sao bạn ơi. Ok
Ôi, làm được 4 cục kim cương, 1 cục em gỗ. Ôi trời ơi. Đúng như vậy. Ui trời ơi. Đi chậm anh em à. Ôi nhồi ôi. Đi chi mà chậm rứa. Ok, mình sẽ mua bảo vệ hả ta? Mình nên mua bảo vệ đập nhanh không ta? À, nhưng mà cái này nó xóa hữu. Cái này bảo vệ đảo kim cương bên này này kia. Tặng hình nè. Okay. Cầm thêm tí block đã bạn. Rồi mua thêm tí tao vàng cho nó chót ăn. Rồi. Ồ, kiếm in trend đây rồi. Không sợ bất kỳ con dài nào nữa. Ok, để let's go. Thắng chưa? Trắc trắng luôn, hiểu không vậy? Và anh bảo vệ ba đây. Gì gơi, bảo vệ ba em cũng win luôn nha. Vô, bảo vệ ba, ui, 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 ghê quá, ghê quá. Ui rồi, ui, thanh niên bảo vệ ba, niên châu quá anh em à. Ui, chết cỡ rồi, cái này. Bảo vệ ba, rồi, ba, rồi. Cũng bảo vệ mũi. Đọc rồi, đọc rồi. Ui rồi, ui rồi, đọc rồi. Ui, 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 ok, đọc quá. Ý, ý, đọc quá. Ui, ok. Ui rồi, đọc này tới một máu rồi sao chưa? À, một máu là mình chỉ còn quanh hết thôi. Đây rồi, đây rồi. Giờ mình kiếm con sờ đó, mình gõ vô cái là... Ôi dạ, ôi dạ. Sao chết khác luôn à? Wizard luôn. Ui rồi ôi, Wizard anh em à. Wizard xong rồi bị instant damage nữa anh em à. What? Ảo thịt đấy. Ôi ôi, hôm nay cuộc chiến này quá là gọi là ta bất ổn luôn anh em à. Quá là căng thẳng. Quá là bất ổn luôn ba. Kim cương rớt đâu hết rồi. Kim cương rớt ra trên. À, mình biết có một chỗ nó rớt đồ các bạn. Nhìn trên này nè. Trên này nè. Rồi, ui rồi, rồi mày. Ui rồi, sao màn hình mình nó quẹo quẹo như vậy? Ui rồi, chết rồi, say rượu rồi. Oh my god, say quá, say quá. Ui rồi, say quá các bạn ơi. Oh my god. Ôi giời ơi, bị xèo. Em đang say lắm rồi. Uống rượu nhiều là ok, hết rồi, hết rồi. Ồ đây nè, có tiền nè. Ui trời ơi, ít xỉn nè. Cứ tưởng đây nhặt được nhiều. Không, xỉn là đâm vào cổng đó. Ồ à, xỉn là đâm vào cổng à. Đâm vào cổng thì chỉ có đi xe thôi. Chứ em không có đi xe, em đi bộ. Ok. Ôi. Không, anh chỉ sợ đâm vào chó thôi. Thấy à, thế à, ok. Đấy. Bởi vậy chúng ta không nên gọi là uống bia rượu khi lái xe các bạn. Mà chúng ta nên uống xe khi lái bia rượu các bạn. Tôi năm nay hơn 70 tuổi mà tôi chưa gặp cái trường hợp nào mà nó như thế này. Ok, đúng vậy. Lại hiểu anh say xe đó rồi. Ảo thật đấy. Ảo thật đấy. Hiểu cái gì. Trời ơi, cuộc sống. Trời ơi. Ui rồi, cuộc đời mình nó lên may quá. Ui rồi, cái gì. Lên may quá rồi. Lên may quá. Ui rồi, đánh bằng tay không luôn. Cứu tôi. Chết tôi, trời ơi. Vô nhà mày làm gì? Rồi đi vậy? Ui rồi, ủa? Con giờ này không có cùng kim cương nào hết anh em à. Làm mình dí heo. Mình cứ... À, con giờ này cất vô render, cay đấy chứ. Không ngờ mình để mình bị lừa như vậy các bạn. Không thể nào được. Vậy? Rồi xong. Chính biệt. Ok, con giờ Zeno có cung rồi đấy. Zeno có cung là niên rồi, là bro VIP rồi. Okay. Đố gắt chúng này. Ai, hiểu cái gì? Ui, Strang, Strang. Sợi chen, ui sợi chen. Pha đó hên có strength. Ủa nhưng mà tính ra ai cũng có strength các bạn. Còn quan trọng là cái mình có đánh trúng hay không thôi. Oh my god. Ok. Ui phát sáng cần gì. Ok. Nhặt mấy cái này đã. Ai cùng em gọi nè. Ui ôi. Giờ đang xì lì vậy. À bên team đen anh em ạ. Bên team đen hiện chỉ đang xì lì đúng rồi. Bị xèo đi chắc rồi. Kiếm cái gì ghê vậy. Bị xèo tính nhặt gì. Tưởng gì đây. Ồ, chống đói bạn ơi, chống đói. Ê, gì vậy? Ôi xời, bắn cùng với chúng tôi. Bây giờ em đi đường thẳng thì bắn kiểu gì? Mình đi đường thẳng thì bắn còn lâu mới dính được các bạn. Ôi ở đây, bắn đi làm sao mà dính được, hiểu không vậy? Ôi ôi, lại hướng chống đói nè. Ôi, hai cục nè, mua được giáp kim cương rồi đấy. Ồ, lên đồ, lên hàng, cái hàng ngon, quá ngon luôn, ok. Từ nha, để mình mua cái cung mà ơi. Đấy, cung, đang lên đồ nâng cấp. Hay là mình nhặt 6 cái ta. Nâng được giáp rồi đây. Mấy con rời cũng đi en che đó bạn ơi. Không, cái này không nâng được hay sao ấy. Không có nâng máy kim cương, trong này làm gì có máy kim cương. Đây là bí ngô rơi. Ồ. Đúng gì? Ui lại không có hiểu gì hết. Đây là đổi combo mới đây này. Cơ lô kiên, e lô kiên. Người ta đang solo kiên cả Zeno. Ui ôi, cương ngon vậy. Ui Khang. Làm gì có Khang ở đây. Cương quánh luôn. Ồ, chế mà. Rìu à. Chị chế rìu được luôn hả? Hảo hay đi mua cây rìu ấy. Rìu mua gì nữa. À, cây rìu đam cao hơn các bạn à.
Ồ, mình cũng có thể có vũ khí mới đấy. Ủa, thế đi hồi máu đấy. Có hồi máu. À, có hồi máu. Hàng chi đánh thấy nó hồi máu nhanh quá. Trời ơi. Ui ôi, sao nó hiệu ứng ngay đúng lúc ghê bạn. Hình như banh đang hết máu, cái full máu luôn. Ui, hiệu ứng thở dưới nước hả? Mình đâu có chết đuối đâu mà thở dưới nước. Zeno đi rồi. Ui, được đánh nhanh rồi. Hết hồi máu rồi. Đây rồi. Ủa, mà cũng có đồ gì đâu. Nghèo quá nghèo luôn. Tiếng kêu cái nghèo luôn. Oh my god. Đâu, nghèo. Đánh cái này mất đồ. Nghèo. Nghèo với chúng tôi hả? Ok, dạ các bạn ơi. Tính ra tiêu diệt mấy anh niên này không được gì trơn, buồn ghê. Ủa, sao mà nghe tiếng chừng đó. Assassin. Em nghe tiếng chừng rồi. Trời ơi, em là thánh. Tai em rất là thính luôn á. Trời ơi, tai thính cái tai thỏ mà. Không, okay. Người ta thính như con gì cơ mà. Làm gì có cái vụ mà thính như con gì. Ôi, Silly ơi, oh my god. Bóng đêm, oh my god, tìm em trong bóng đêm. What? Không tìm thấy em luôn, đắt quá, bủ lờ mau luôn. Ok, từ từ nha, mình coi cái rìu coi. Cái rìu là 9 đam nè. Ui, thế là mình đi donate cho cái rìu được nè các bạn. Ok, mình sẽ donate cho cái rìu. Ok, cái rìu là được 9 số tấn công. Ok, ngon. Chỉ cần 2 viên kim cương nữa thôi là chúng ta có sát. À, 2 viên. Yo, mình sẽ BV bằng rìu các bạn ơi. Tại đây là phiên bản 1.16.15. Không được chơi chiến thuật của Vành. Em chơi chiến thuật của Vành. Em chỉ là cướp bi chiến thuật thôi. Rìu còn gì. Đâu, của em là AC chứ phải rìu đâu. Lao. AC à. Okay. Của mình là nè Diamond AC chứ phải là rìu kim cương luôn. Đúng. Giống nhau. Đúng vậy. Ui ôi, choáng. Ở đâu? Xe xe. À, con trời thích rồi. Có em rồi không? Không, có cái nịt. Ơ, thiên khang không? Trời ơi, tưởng kia. Có, em có nè, em có cái nịt. Rồi. Ok. Ui. Bắn đi nào. Rồi lại tiếp tục. Bi xẹo, bi xẹo. Ui ôi, ui ôi. Xem tí đại. Ui ôi, rồi thập gặp hắn này nữa. Trời ơi, chán quá. Mình không biết bắt lóc dính không vậy. Gần vào. No, choáng bạn không làm được gì hết. Có lượng tăng máu. Ồ, ghê vậy sao? Ui giời, con trời bọc cái block DN luôn rồi. Đây rồi. Mình còn 5 máu. Cái con trời này còn bao nhiêu đây? Ok, con trời trước mặt mình lại đây. BCKM. Ủa, BCKM cũng còn bằng máu mình luôn. BCKM đi. Ủa, con có cục. Ôi giời. Đâu không? Quả đào. Ây da, được hiểu cái gì? Ủa, bắt lất kìa. Kém may mắn. Kém may mắn là mình bị nghèo á. Nghèo. Ui, nhặt 4 viên là mình được có 1 viên này. Ôi, thật á. Ôi, đúng là bắt lất thật các bạn à. Oh my god, số đẹp quá mà. Cái gì đấy? Ôi, tôi đang đây làm gì? Em đi lấy kim cương. Không kịp rồi. Chưa đang chưa mua cái gì được. Ôi rớt mất rồi. Ôi giỏi quá non. Đi tới cũng rớt. Ok, 4 cục kim cương. Ui giỏi, đi chậm. Nhưng mà sao vừa nhảy là mình đi, vừa đi vừa nhảy là nó nhanh thôi bạn ơi. Hợp lý. À thế nhưng mà muốn hết ấy thì nhảy thẳng vực ấy. À thế à, ok. Mà đó là một cái ý kiến khá là đen nha bạn. Quá là thông minh luôn. Xong cùng em rồi đi hối lộ cho ông người đó. Bảo vệ 2. Ok, bảo vệ 2 này. Có cái gì nữa? Ờ, có cái heo bun này, ok. Đấy. Quá đã Pepsi ơi. Đấy, mua cái cung. Rồi cái cung rồi. Đấy, mình mua được cung rồi nha bạn. Mấy con dài này làm gì có tuổi nữa. Ok, xin nhẹ cái tuổi luôn. Giờ mình đi mình chiến nè. A few moments later. Rồi, nhà ai giàu ta? Nhà ai đang giàu để mình qua mình cướp coi. Nhà Vanh ấy. Nhà Vanh ấy. À, em thấy giờ nó vẫn giàu hơn, giờ nó có cung. Em mà gộ. Ui giời, gây chậm. Gây chậm thì mình khó mà mình gớt được các bạn ơi. Ôi ôi ôi, nhắc kim cương. Không, khai đâu, lên đâu. Thực ra nhà bi xeo mới gọi là giàu. Hai người ấy kìa. Ôi ôi, bị đọc. Ôi ôi ôi. Hai người chia tài nguyên là bị nghèo. Đọc quá. Oh my god. Bi xeo mua giáp kim cương mất. Đọc toàn thân anh em ạ. Oh my god. Để nhưng mà kiên hai người thành hai món đồ gì đó. Sao có một cục vậy? Đây, được rồi đây. Bi xeo mặc áo kim cương mà. Còn nửa máu hả? À, thanh niên này qua nhà Vanh ấm gì? Đâu, có đâu. Ai? Rời đi! Tại sao không rơi? What? Thanh niên hắc các bạn à, thanh niên không rơi. Cái kia thì người ta đi thẳng đến đỡ thoại rồi. Trời.
Nãy giờ mình đã quá là nhân nhượng với đối thủ rồi, bây giờ mình không phải nhân nhượng nữa. Đúng đúng. Vả vào mồm luôn. Ui còn bị đói đấy kìa. Ui rồi. Ui rồi. Đang nhảy tí xuống vực ạ. À. Ui rồi. Đừng đâu đây. Ok đừng nghe nè. Ui bị đi chậm nữa hả? Thì mình cảm thấy nó đúng đi chậm rồi. Cái gì các bạn ơi? Đâu, nó không chạy nhanh được. Có thấy được. Ui ui ui. Bạn mới có đồ kiếm cương. Bạn ơi. Ok. Không đập giường mà. Đây rồi. Đập giường mà. Ở nhà bây giờ vô địch. Đánh em rồi. Mất máu. Trời ơi. No. Làm gì kêu ấy. Làm gì kêu. Trên cover ha. Ok. Trời này qua đây à. Ôi. Không nghe thấy lạ nha. Ai ạ. Ai ạ. Cover. Cover. Đập vô ạ. Cover. Cover. Cover này. Cover. Cover. Người ta gọi là W tap. Ok chưa. Thì kiên van cover cho. Ô, oh, cái bắn cung quá gà. Ai 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 ai. Gà, gà, gà đòi solo hả? Boy. Ok, mình sẽ đi trả hộ bạn ơi. Thôi thôi thôi. Giờ chưa bọc ra giường, giờ chưa bọc ra giường. Hiểu gì á? Hiểu xe buýt luôn. Wow. Hiểu xe buýt để mình đập giường luôn. À trời ơi. Hiểu xe buýt cái mình nhảy ra cái nó tuột mất tiêu luôn bạn ơi. À. Giờ đi xe cũng chắp kim cương luôn bạn ơi. Ghê quá à. Hiểu gì vậy? Ai nhảy xịt rồi, tôi xong rồi, không có block rồi. Ok kìa. Dính bậy cuộc đời. Quá, wow, mất bí ngô rồi ha. Ôi. Nhanh đâu. Đây 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 đây. Nhảy cao vậy. Ôi, rank xuống vực rồi. Ui, nhảy cả tưng nè. Giờ nhảy xuống vực luôn á. Ui, ảo thật. Ôi, đi luôn rồi kìa. Đúng rồi, đi luôn rồi mà. Đi luôn. Bì xe phải gỡ. Gỡ cái gì? Gọi mù ơi, mù ơi, mù ơi, mù ơi, mù ơi. Liệu liệu có hay không? Liệu đây. Đã bị clear. Đứng lại. Đứng lại. Đi về nhà là vô địch. Vô địch à? Chưa chắc đâu bây ơi. Có khi bây giờ mình đang nhảy mình té thì mình mất máu bạn ơi. Qua đây, qua đây. Đây biết ngay mà. Come on. Ai đánh trước người đó là người có lợi. Ở nhà ai người là có lợi. Ui ôi, đúng là mình có lợi thật. À. Ok, nhảy rớt này, chết này. Thôi, đi đâu bắn, đi đâu bắn đi. No, thả luôn. Ồ, hiểu gì đây, uống chống đói hả? Ok. Giờ bắn qua nhà cái Gino. Gino. Ui trời ơi, bắn thấy mà không giết. Đã quá gà. Ui, ui. Bắn đi rồi, bắn đi rồi. Yes. À, em giúp Gino một vé nha. Còn giờ thì Zeno tự giúp Zeno thôi. Ok. À. Ok. Ok. No, té rồi. Từ giúp à. Em té rồi mà. Đi rồi, đi rồi. Oh my god. 4 máu, 5 máu. Oh my god. Oh my god. Trời ơi, ngồi máu đi. Đúng rồi, máu là ngon nè các bạn. Đâu bị ơi. Khó chịu. Không đâm được. Đi rồi, đi rồi. Yeah. Ghê chưa, ghê chưa. Ghê chưa, ghê chưa. Sợ chưa cưng. Sợ chưa. Rồi, xong rồi đấy. Sao mà xong được. No. Một máu quất luôn. Cái gì anh Niên còn nhai, anh Niên là giết được mình và anh Niên nhai các bạn. Ok. Ui, à. Ui sao hết như lúc này. Hết đúng lúc ghê. Ok, đứng này là được ha. Đứng này làm sao bắn được. Thử bạn, giờ mình không qua bên kia được các bạn ơi. Ua, đang có kháng cực. Không, nhưng mà bắn cung vẫn té. À, đi qua đó hả? Ui rồi, mùi lắm giây, mù mới đâu vậy, mù mà còn hãy đi lại, đi chắc rồi, 18 giây nữa hả?
18 rồi, coi hiểu gì đây, tiếp theo là hiểu gì đây. Ui hiểu nhảy cao. À, chạy à. Chạy này, chạy. Muốn chạy mà đâu có được. Ui ôi, ui nhảy cao quá bạn ơi. Ui ôi, hết điều quấn rồi bạn ơi. Ok bạn, thì nói chung là ngày hôm nay mình đã cùng với lại Nút Team tham gia chế độ Bad World là gọi là đấy, gọi là các bạn sẽ nhận được gọi là hiệu ứng ngẫu nhiên trong vòng 15 giây các bạn ơi. Thì nếu bạn thấy video của mình thì đừng quên một like, đăng ký và đừng quên lại cái chuông cấp đăng ký và chọn tất cả để không đợi em mới kênh YouTube nha mọi người. Đừng quên là qua kênh của tất cả vì Nút Team họ tin nha. Ok, còn giờ thì hẹn lần sau. Bye bye mọi người. Bye bye. Bye bye. Bye.